Đã rất lâu rồi thì mình mới có dịp trên tay lại cái chiếc em iPhone 11 Pro này. Và đây là những điểm mình cực kỳ ấn tượng với em máy này ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên đó chính là về mặt thiết kế. Thiết kế thì nhìn chung là nó không có một cái sự khác biệt gì mấy so với lại 11 Pro Max. Nó chỉ là một cái phiên bản thu nhỏ hơn. Nhưng cái mình ấn tượng ở đây đó chính là về cái mức độ nhỏ gọn của nó. Với cái thứ màn hình 5.8 inch thì rõ ràng là chúng ta có thể dễ dàng sử dụng thao tác bằng một tay với em iPhone 11 Pro này. Và đặc biệt với những bạn nào mà không thích sử dụng túi đeo chéo các thứ này kia, thích bỏ vào túi quần, thì đây là một trong những cái sự lựa chọn được đặt lên hàng đầu. Tại vì nó vô cùng gọn các bạn ạ. Và khi cầm thì cũng sẽ thấy ngay được cái sự đầm chắc, đấy, sang trọng cao cấp. Tại vì đây là một cái khung viền thép và mặt lưng được làm từ kính nhám mờ, cho nên là hạn chế bám dấu vân tay và mồ hôi ở mức tối đa. Bạn nào mà thích dùng trần thì bao phê với em này luôn. Tất nhiên là cái khung viền thép này nó là khung viền bóng, cho nên là nó sẽ hơi dễ bị bẩn. Đấy, nhưng mà rõ ràng ấy là cái phần mặt lưng này nó sẽ hạn chế đi rất nhiều. Phần mặt trước thì nói chung là nó không có khác biệt gì so với iPhone XS hoặc là iPhone XR cả. Vẫn sẽ là kích thước 5.8 inch và một cái kiểu tay thỏ to như thế. Màn hình của iPhone 11 Pro thì rõ ràng ở thời điểm hiện tại nó vẫn là một cái màn hình vô cùng xuất sắc các bạn nhé. Có một cái mức độ chuẩn màu rất là cao, rất sắc nét. Nếu có chê ra lại chê tần số quét. Tuy nhiên mình đang sử dụng song song với lại iPhone 15 Pro Max thì mình thấy rằng là mất một khoảng thời gian ngắn thôi, chắc đâu đó một ngày để mà mình làm quen được với cái tần số quét 60Hz trên cái chiếc iPhone 11 Pro này. Nhưng mình bây giờ mình sử dụng chuyển đổi qua lại liên tục giữa 60Hz và 120Hz nó không còn có khó chịu như thời điểm ban đầu nữa. Tức là mình đã dần quen rồi. Và đặc biệt với những bạn nào mà đang muốn nâng cấp lên iPhone 11 Pro thì chắc là trước đó các bạn cũng chỉ là sử dụng cái tần số quét 60Hz trên những đời iPhone cũ hơn. Hoặc thậm chí là cùng lắm là với những cái chiếc điện thoại Android ấy, thì mặc dù là nó có tần số quét 120Hz nhưng cái điểm rất khó chịu ở đây là nó không bao giờ nó ổn định. Lúc mượt, lúc lag, lúc drop, lúc khựng. Đấy, cho nên là thành ra là nếu như mà khi các bạn chuyển sang một cái tần số quét 60Hz vô cùng ổn định và đều đặn như là trên cái chiếc iPhone 11 Pro này, các bạn sẽ vẫn hoàn toàn là cảm thấy dễ chịu chứ không gặp phải một vấn đề gì cả. Hiệu năng trên cái chiếc iPhone 11 Pro nó là một điểm rất là tốt. Với việc là iPhone XS, XS Max, XR được cập nhật lên cái phiên bản iOS 18 thì mình thấy là nó hơi bị đuối, hơi bị gượng quá rồi nha. Tại vì đó là một cái phiên bản big update, rất là nhiều cái tính năng mới. Thà như là nó không khác biệt gì mấy so với lại iOS 16 và iOS 17 thì nó còn ok. Chứ đây iOS 18 thì nó vô vàn tính năng. Nên là ở thời điểm hiện tại mình thấy cái dòng iPhone gọi là đời thấp nhất phù hợp với phiên bản iOS 18 này, đó chính là iPhone 11 series. Đấy, thật sự luôn, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Nó sẽ cập nhật lên và sử dụng hoàn toàn trơn tru và mượt mà với con chip A13 Bionic ở thời điểm hiện tại vẫn vô cùng mạnh. Thật sự luôn là tầm này thì các bạn khỏi lăn tăn về vấn đề hiệu năng trên iPhone luôn. Mua con này về thì dùng ít nhất 5 năm nữa là chuyện rất là bình thường. Với con chip A13 Bionic nó là một chip vô cùng lành các bạn nhé. Lên đời A14 thì mình thấy là nó hơi nóng. Nhưng mà A15 bắt đầu quay trở lại lành này, A16 cũng lành này, A17 Pro thì lại hơi nóng. Cho nên là thành ra các bạn cứ yên tâm rằng là ở thời điểm hiện tại A13 Bionic này nó vẫn sẽ đáp ứng cực kỳ tốt với hầu hết tất cả những tác vụ của bạn, kể cả là những tác vụ nặng. Các bạn muốn chơi Genshin Impact các bạn mua thêm một cái quạt tản nhiệt, cái xo lạnh ấy để gắn thêm là chơi được ok luôn. Nhưng nói gì thì nói, với một cái kích thước màn hình hơi bé như thế này thì nó cũng sẽ phù hợp với những bạn nữ, những bạn tây có kích thước bé thôi. Chứ còn mà nói về những người kiểu tây to hoặc là cỡ trung như mình thì sẽ thao tác nó hơi lằn ngoằn một tí. Mặc dù rất là thích cái kiểu thiết kế, cái kích thước nhỏ gọn như thế này, thao tác đặc biệt là khi chơi game thì nó sẽ hơi lóng ngóng tại vì màn hình nó bé mà. Bây giờ game thì toàn game nhiều nút như là Liên Minh Điện Thoại, rồi là Liên Quân, rồi là PUBG, rồi là cái Genshin Impact. Genshin Impact thì nó sẽ đơn giản hơn nhưng mà cơ bản ấy là thao tác nó sẽ hơi khó và các bạn sử dụng để mà xem phim giải trí thì nó cũng hơi bất tiện. Tại vì màn hình bé mà đối phương nào xem nó không có sướng lắm. Nhưng rõ ràng đây vẫn là một cái màn hình rất là đẹp, có loa kép đầy đủ. Camera thì khỏi phải bàn với một em iPhone 11 Pro này rồi. Chất lượng thì mình tự tin khẳng định luôn, vô cùng ổn định. Và đây là một trong những cái cụm camera đa dụng nhất và có chất lượng tốt nhất trong cái tầm giá này rồi. Đấy, quay video, thu âm rồi là chụp ảnh thì 11 Pro nó vẫn là số nhất. Thậm chí là nó còn có những điểm hơn so với lại XS Max đời trước ấy. Đó chính là nó có cái phần mềm hỗ trợ chụp đêm để mà giúp cho chúng ta có thể là chụp trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Về pin thì con này dùng cũng rất là ok luôn. Nếu so với lại dung lượng pin với XS Max luôn nhá, kích thước lớn đấy, thì con XS Max ấy, thứ nhất là nó có con chip đời cũ hơn này, chắc chắn cái khả năng tiết kiệm điện năng nó không thể nào tốt hơn so với lại con chip đời mới là A13 Bionic. Rồi cái thứ hai
là nó có kích thước màn hình lớn hơn nên nó sẽ tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Nên là thành ra là hài hòa mà nói, với cái việc mà dung lượng pin cũng xem tầm khoảng 3000 không trên quá nhiều, thì đôi khi là iPhone 11 Pro là nó cũng cho ra cái khả năng sử dụng thời gian tốt hơn đấy. Cần đo đong đếm gọi là soi mói từng chi tiết như thế. Chứ còn thực tế thì iPhone 11 Pro tổng thể với một cái thiết bị nhỏ gọn như thế này thì mình thấy là thời gian sử dụng pin của nó vẫn rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Và khi các bạn mua tại Clickbuy có một điểm vô cùng yên tâm là gì? Thứ nhất là các bạn sẽ được cam kết tình trạng máy rõ ràng bằng giấy tờ. Và cái thứ hai, nếu như các bạn phát hiện máy không zin, ngay lập tức các bạn sẽ được tặng hai máy iPhone 11 Pro và hoàn lại tiền. Quá đỉnh đúng không nào? Như thế này thì nó phải thật sự là rất yên tâm rồi. Và với việc là iPhone này nó cũng được ra mắt cách đây 5 năm rồi, thì mình khuyên là các bạn nên bỏ thêm khoảng 200-300 nghìn để mà mua cái pin zin new. Đấy, thứ nhất pin đó là pin zin, và cái thứ hai nó là pin new 100%. Đấy, để mà có một cái khoảng thời gian sử dụng tốt nhất trên cái chiếc iPhone 11 Pro này. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.